Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào. Xin chào, xin chào. Các cô chú ơi, thì mấy chị em hôm nay mình lại tiếp tục đi ra đồng nha. Hôm qua thì mình với lại Ngân có đi cắm vài cái cần câu để mà hôm nay có cá để ăn. Thì bây giờ là cần câu mình cắm ở dưới đây nè. Và các bạn cùng đi theo với lại hai chị em tụi mình nha. Rồi, mình đi thôi. Tất cả mọi người, mình đi thôi. Có nhớ chỗ nào không? Hên xui. Tại vì nước hôm nay nó vô nè, rồi nó ra, nó vô rồi nó ra, thì tôi nghĩ là sẽ có cá nên nên mình cứ cắm thử coi xem thế nào. Ở đó có một cần kìa, Ngân thấy không? Đây, ở đây có một cần nè, có con chuồn chuồn đậu lên luôn, chắc là hên lắm đây, quá trời chuồn chuồn luôn. Dây sao thẳng vậy? Ừ, dây nó thẳng quá mà nó bị quấn lại nè, để coi coi. Trời ơi, buồn heo luôn. Sao không có cái gì? Không có gì luôn mà nó mất tiêu cái cục mồi luôn. Mất tiêu con trùng luôn. Hôm qua hai chị em mình có đặt cái mồi trùng đó các bạn, nhưng mà hôm nay không thấy đâu nữa hết trơn á. Mất tiêu luôn rồi. Rồi luôn. Khởi đầu không thuận lợi rồi Ngân ơi. Buồn luôn. Ở đằng kia có một cần nữa. Đi nha. Quá trời là cỏ luôn. Đây, ở trên đó là mình trồng rau, ở dưới nước thì có cá. Nhưng mà nãy giờ thì chưa thấy cá đâu. Á, à, kìa, trời ơi. Hỏi các bạn ơi. Kìa, nó quậy quá trời luôn. Đi bỏ cái cần lại luôn, nhưng mà quay lại thấy sao cái gì mà nó động động quá trời. Thì ra là con cá lóc. Đem nó lên bờ Ngân ơi. Nó quậy quá trời luôn. Bộ nó mới dính hay sao mà nó quậy dữ vậy? Thôi đáng sợ quá. Quậy quá quậy luôn. Dỡ thùng ra nha. Cái thùng ra nha. Ôi sao mà mày quậy quá vậy? Ây da. Ui, từ từ thôi. Cẩn thận nha. Cầm nó cho chắc đó. Ôi, đã quá Ngân ơi, con cá lóc. Hên quá à. Sao mà nó quậy quá vậy? Wow. Trời ơi, bó bự thiệt luôn á. Bự không? Ui, để lại như vậy. Thấy vậy đó, nằm im im vậy đó, chứ để xuống nước một cái đi. Đi mất tiêu luôn á. Mình đi nha, nó mất tiêu luôn. Bởi tôi nói hôm qua nhớ đâu đây nè. Nhìn cho kỹ nha. Hình như là qua luôn cái đám lục bình này á. Quá trời cỏ luôn rồi. Vậy là mình có một con cá lóc rồi đó nha. Chà, cá lóc này mà kho quay qua ngon dữ à. Cá lóc này kho chắc ngon lắm ha. Kho là bá cháy luôn. Nhưng nhìn coi có thấy cái cần này không? Không thấy luôn. Nó bị pha lẫn với cỏ nhìn khó nhìn. Ý, đó có một cái kìa, thấy chưa? Thấy rồi. Đây, đây là cái cần thứ ba mà hôm qua hai chị em mình cắm nè các bạn. Đó, để nhìn coi. Động nước kìa. Ủa, ngắn. Có cá Ngân ơi. Cái gì? Nè, cái gì nè, cái ui gì nè. Ui, quá. Ôi, lấy vô. Quá trời bự luôn mà nó quậy nữa. Wow. Các bạn coi nè, con cá lóc khổng lồ luôn. Hồi động đậy quá trời luôn. Hồi đã quá. Dở ra nha. Bỏ vô. Rồi cẩn thận nha. Trời ơi. Rồi Ngân ơi, bữa nay là có bữa cơm ngon lành luôn rồi đó. Quá đã Ngân ơi. Hai con cá lóc luôn. Mà hình như con này bự hơn đúng không? Bự hơn, con này nó mập hơn luôn. To đùng luôn. Bỏ ra được không? Con này nó mắc câu nặng quá. Mắc câu nặng luôn hả? Con này nó dính nặng quá. Biết sao nó dính cái hàm răng nó vô trong cái lưỡi câu luôn rồi. Ừ. Tự nhiên cái này ăn cái lưỡi câu chi vậy? Không ăn lưỡi câu nó như có cục mồi. Ui. Ôi, mình không biết làm sao để gỡ ra luôn các bạn ơi, nó dính thẳng vô trên cái đầu luôn rồi. Ăn mất tiêu cục mồi luôn rồi đúng không? Nó mất tiêu cục mồi rồi. Rồi cứ ăn nó bán quá trời luôn cảm ơn. Để tôi gán đẩy nó xuống đi. Chưa nha.
Đừng cắn tôi nha. Sắp ra được rồi nhưng mà nó vẫn dính nè. Nè, 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 cầm đi, tôi kéo ra, kéo ra cho. Nè, nó bị dướng rồi. Ui, đừng đừng có nuốt nữa. Nuốt nữa thì sao bây giờ? Nó dướng rồi. Ôi, không biết làm sao để thả mày ra luôn á. Kìa, kìa, ra được rồi nè. Trời ơi. Ui. Cuối cùng cũng ra rồi. Quá trời quá đất hà. Mắc cái câu nặng kinh khủng luôn á. Chắc tại nó bự quá hay sao á. Nó bự quá, nó nhảy mạnh. Đúng rồi, cái nó nhảy mạnh quá, cái nó mắc câu nặng quá các bạn ơi. Đây. Đi thôi. Được 3 cần rồi. Có nhớ là bao nhiêu không? Hình như là còn 3 cần nữa đúng không? Đúng rồi, còn 3 cần nữa. Kia. Đâu? Kia. Có chuồn chuồn đậu nữa kìa. Thôi nó cộng dây dùng đeo mà, có thấy con gì đâu. Chưa nha, để tôi nha. Cộng dây nó dùng lắm luôn á. Trời ơi, trời các cô chú coi nè. Đây là con trùng hôm qua mà mấy chị em con đặt nè, tới bữa nay nó vẫn còn luôn. Mà nó đó. Nó đẹp đẽ lắm, con trùng này nhìn nó ghê. Ghê quá. Bỏ vô luôn ngàn ơi. Rồi mình đi tiếp thôi. Nhưng mà dù sao mình cũng đã có 2 con cá lóc rồi. Không sợ đói. Thấy có chỗ cá kho là con làm nè. Nhìn nha, kia. Đây. Mình đặt cắm câu của các bạn thì mình đặt ở những cái nơi mà nó gặm gạp như vậy nè thì mới có cá được. Này, hôm qua là mấy chị em mình cũng học mấy chú để mà đi đặt. Rồi. Wow, đây. Mới có cá rồi, có lửa câu chấm không. Đây, nguyên con cá luôn. Không có con nào hết trơn á. Chỉ có lửa câu không thôi. Vậy là nó ăn hết mồi rồi, nó chạy đi mất tiêu rồi đó. Thôi không sao, đừng buồn. Còn cần cuối cùng hy vọng là sẽ có cá nha. Tại vì lâu lắm rồi mình không có bắt cá ở dưới cái hầm này á, nên là lâu lâu mình đi đặt lại á thì sẽ có nhiều cá hơn. Chừng nữa mà nếu mà mình tát chắc cũng nhiều cá lắm ngang ha. Đúng rồi đó. Ôi Ngân ơi, nhìn kìa. Ui, kìa kìa. Trời trời trời. Các bạn xem kìa, thấy gì chưa? Trốn rồi, trốn rồi. Trốn rồi hả? Nè, tôi thấy rồi đó nha. Nhìn kìa. Ui. Nè. Ui. Ui, bắt nó lên, bắt nó lên. Ui, nó bị dính rồi. Ui. Wow, được một con nữa rồi Ngân ơi. Đem lên. Đem lên, đem lên. Mập lù dữ thằng vậy. Mập lù luôn, muốn gãy cây cần câu của người ta luôn rồi nè. Để. Ôi, đảo quá vậy. Ủa, cá lóc trắng tư ha. Vô nằm. Vô đây, vô đây. Vô. Vô, nằm em ơi. Rồi, gửi nha. Nó tự thả miệng luôn rồi. Tại tôi kéo á. Cái lưỡi câu nè, tôi kéo nó ra. Con hồi nãy thì dính miệng trên. Còn con này thì dính miệng dưới. Đủ chỗ đi dính hết trơn á. Thường á mấy cái mồi như là trùng á các bạn, hay là mấy cái con nhện á thì cá lóc á nó cũng khoái lắm, hoặc là mấy con cá kia. Nhưng mà không biết sao hôm nay cắm cầu toàn là cá lóc thôi. Ba con cá lóc bự chảng luôn quý vị. Đúng. Trời rồi. Ơi, nhìn nè. Nó nâu hiền muội luôn á. Đã quá rồi. Nhìn đủ. Con cá mắc thèm mà chàng. Đủ chưa ta? Thôi mình đi vô, đủ 6 cần. Đủ 6 cần rồi. Bây giờ mình với lại Ngân sẽ đi vô nha. Vô thôi, vô cho em đi. Hôm nay em đi câu cá về cho má nấu cá chua. Ây da. Từ từ thôi. Từ từ thôi, nhiều na lắm đó. Đi thôi. Trời, được 3 con luôn. Cá bự chảng luôn. Ui, Ngân nhìn rau muống kìa. Xuống hái mới rau muống về ăn ơi. Hái rau muống ha. Rồi. Vậy ở đây nha, tôi chạy vô lấy gỗ nha. Rau muống ở đây già rồi đó. Giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Thì đây là cái vườn cái luống rau muống mà mấy chị em đã gieo nè. Nó thì chỉ hàng ngày là ra tưới nước thôi chứ không có làm gì hết, cho nên là lá nó hơi bị xấu một chút. Nhưng mà thật sự là ăn rất là ngon luôn. Nó không có sợ thuốc thang gì hết á. Này đem vô bữa nào mà mới tưới xong mới vui á thì mình rửa còn buồn buồn để về ăn luôn cũng được, không sao hết trơn á. Hôm trước ở bên nhà chị Lý thì nghe chị Lý nói á là cái này nè mình sẽ nhổ nó cho nó chị cái gốc luôn. Nhưng mà hôm nay ở nhà mình á, mình lại ngắt vậy nè cho nó lên lại cái khác cho mình ăn nữa.
Nó quá trời ngon luôn nè. Rồi cộng nào cộng nấy ú nu. Không biết có ai thèm không ta. Quá trời ngon luôn. Tao nói từ hồi mà trồng rau tới giờ cái đỡ tốn tiền ghê. Quá trời ngon luôn. Rau muống này hái bán tiền không luôn á chàng. Cái này là rau muống tàu. Nhớ cỏ. Quá trời cỡ luôn. À, hôm trước á các bạn thấy lúc mà mình giới thiệu á, hiểu đó là mới có xạ thôi. Nhưng mà hôm nay nhìn cái cọng rau muống nè. Đã ha. Cọng nào cũng miếng nó bự chảy vậy luôn nè. Bác ba. Đi đâu mới về vậy? Bác ba. Cắt rau nhút hả? Bác ba hái mới rau muống vô ăn nè. Rau muống này nó quá dài dài bác ba ơi. Dạ tụi con chưa biết làm gì nữa nè. Cái này làm gì ngon bác ba? Cái này làm gì ngon hả bác ba? Làm lẩu đi. Làm lẩu hả? Nhưng mà hôm nay không có cái gì để làm lẩu hết trơn á. Có hai con cá lóc, ba con cá lóc. Xào ngon không bác ba? À xào. À bác ba kêu nóng là xào canh chua. Này ngắt nợ mới hết chàng. Không hết đâu. Này chắc mình ăn tới đâu mình ngắt tới đó thôi á. Đúng rồi. Này vô mình lặt lá lại bớt á. Rau muống này cũng giống như những cái cây trái mà mình trồng luôn, là đều là hoàn toàn là từ nước hết. Mình không có xịt thuốc hay là làm gì hết trơn á. Chỉ có túi nước thôi à. Cái này bán bó 5.000. Thấy á, mấy cái nó sâu sâu vậy nè. Vậy mà ngon lắm á. Không có sợ. 5.000 một bó, 5.000 một bó. Mày vô, mày vô. Nhanh tay thì còn, chậm tay là hết. Nhiều quá lắm này, cảm ơn, đừng hái nè, cảm ơn. Wow, nhiều quá đi. Khổ rồi. Đây, khoe với các bạn nha, một chút xíu thôi mà đã đầy gỗ rồi. Cái này chắc là ăn là tới chiều luôn mới hết đó. Thì bữa nào mình sẽ đi bán cho các bạn xem nha. Tại vì ăn gì cũng nhiều quá trời, tiếc lắm luôn á. Hôm nào mình sẽ đi bán kiếm tiền nha. Giờ mình đi thôi. Có đồ thờ phải có đồ nấu canh nha. Có luôn, đi qua đây chỉ cho. Trời, nước bữa nay quá trời, trái nằm dàn trên nè. Hoa đẹp không? Ui, hoa đẹp quá à. Này là gì ta? Hướng dương. À, các bạn ơi, mình đã có cá rồi, cũng có rau nữa. Bây giờ mình sẽ có thêm một món nữa nha. Đó là gì đây? Đó là gì đây? Không phải ớt đâu. Ở nhà còn lớn không thấy ớt vô ăn nè. Hái giờ trái thôi. Đó là bí. Đây, ở đây mình có một cái trái bí tròn á, nó đã chín rồi. Ôi, rất là ngon luôn. À, tuy mình nói là cái vàng sắp gụn nhưng mà vẫn còn nhiều lắm nha. Giờ mình sẽ cắt nó. Nó già đến nỗi mà cái cuống của nó cứng luôn rồi nha. Đâu vậy cho bí coi coi. Thanh thanh thà. Wow. Đây, trái bí này vô mà nấu canh á là tao nói ăn ngọt ngay luôn, bùi lắm luôn á. Trái bí này không phải hình vòng mà là hình trái tim. Hình trái tim. I love you. Hình trái tim. Tim. Ngăn hái vài trái ớt thôi ha. Hái nhiều được rồi. Nhiều thôi, mình vô đi. Hái ớt nữa mình hái mình bán luôn. Rồi. Ôi. Thấy cái chỗ mà mình trồng hôm trước mặt trên kìa. Nhưng mà nó đã bị cỏ quỷ diệt. Cỏ ác á. Trái bí nhìn ngon quá. Trời, ngon kinh luôn á. Thèm quá. Thì mấy chị em mình đã về rồi. Đây, đây là trái bí. Của Ngân là cái gì? Đây là cá, đổ ra nha. Đừng nhảy nha. Nó đừng nhảy rồi, nó đừng nhảy à. Nó im lắm. Bây giờ tôi sẽ cắt cái trái bí này ra cho bà coi nha. Cho nó nằm ngay đây. Đưa cho các bạn là... xem luôn. Đâu cắt trái bí ra coi coi. Trái bí cái dao này không không cắt được nó luôn rồi nè. Quá trời già rồi. Ủa, cái cuốn của nó nói nè. Đó thấy không? Như cây củi. Hơi tiếc nhưng mà phải cắt sâu bên trong mới cắt được. Ôi nó vàng kìa Cẩm ơi. Trời 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 trời. Cho các bạn xem nha. Ngon dữ thằng vậy. Hầm dừa là bá cháy nha. Trời ơi chết luôn. Cái này hầm dừa được á.
Rồi cái này không vừa là còn gì bằng nữa. Nhất cái nắp trời chắc chết. Nhân lạc dao đi. Gỗ không muốn cầm mà mệt. Rồi tôi không biết gọt nó làm sao nữa nha, nhìn này nha. Nó bự quá rồi, bự chẽn luôn. Ôi nấu canh là một sự tiếc nuối đó nha. Thôi nấu canh thôi. Chắc chị ba sẽ đau lòng lắm đây. Nhưng mà nấu canh thôi. Quá trời vàng luôn. Nấu canh phồm, nấu canh với đậu cá lóc ha. Ủa trời ơi chết người. Ăn ngon nhất nắp luôn á. Rồi muỗng ra lá này tao nói nó dài. Thường thường mấy cây số luôn nha. Ôi ơi nó ngon ông nội ơi. Ngon. Ngon. Ba chép rồi chép luôn. Ngon hết sảy con bà bảy luôn. Nhân ơi. Ôi. Bí đã già rồi. Già quá trời già luôn, cái màu vàng kìa tờ. Cá cũng mằn xong rồi. Bí đã già rồi. Cẩm ơi, cẩm có con cá mằn ra nè. Ừ, ngon hả? Nhìn nè, uống nó hiền muội mà tao nói hả, mỡ không? Mỡ không. Bí đã già rồi. Ngon lắm luôn. Bí đã già rồi. Mua nước cốt dừa về đi nha. Nói cho không bỏ cái món đó luôn á. Cá kìa. Thấy cá nó quậy không? Làm nhìn muốn xỉu luôn, con chó nó quậy trong đám cỏ, phải con cá đâu. Trời ơi, các bạn ơi, nó thèm bí hầm dừa tới mức độ mà nó liên tưởng cái con chó thành con cá luôn rồi. Mà nó xách cái cọng bí mà gì nè. Bí hầm dừa đây, bí hầm dừa đây, bí hầm dừa đây. Nhưng mà bí hầm dừa thì phải xách bự hơn chút phải không? Đúng rồi, bí hầm dừa mà xách vậy là coi như hầm xong rồi không còn gì để ăn luôn. Thì đó, nấu canh bởi vì xách gì đó. Không kệ, bữa sau hay đợi chứ bí khi bự hay làm bí hầm dừa. Rồi chén là bự bự chút. Còn một trái bí tròn nữa đó. Cái miếng tròn nhưng mà chắc nó còn nhỏ xíu mà. Chắc nó đợi tới cũng có cái tuần mới được ăn. Nó bự. Đây, tiếp theo là xào rau muống. Xèo xèo. Tao nói nghe Út ở bên kia mà nghe cái mùi rau muống xào tỏi cái bay qua tới bên đây liền trời. Đúng rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ghiền. Út bị ghiền cái món này. Rau muống xào tỏi là ngon nha mọi người. Mà Út xào còn ngon hơn hay chăng ha? Phồn. Phồn. Phải không? Rồi nêm. Thôi Út nêm đi chứ. Để chế. Tay em xào cho. Cái món rau muống là cái món độc quyền của Tư nha. Của chị Tư hả? Ừ, cái món cá khô còn độc quyền á. Nó xèo rồi. Nó hết xèo rồi, tại vì lửa hơi yếu với lại nó xẹp rồi. Rồi, tới chị luôn, để tí chị đây. Bí chị hồi trang luôn, trời ơi. Cái món này nè, là cẩm gõ chai thép. Đó, cho nên là ăn từ bệnh viện ăn chạy về không kịp. Ngon không chị? Cái món bí chịu hồi, bí này biết sao không Cẩm? Dạ. Là chị phải về gấp liền. Đúng gấp rồi đó. Gấp ngay. Em muốn làm bí hầm dưỡng luôn. Dạ. Nhưng mà cái này bí nó không có ngọt mà nó rất là mặn. Đúng rồi, bỏ muối đó. Vô. Bữa nay cái gian sao cấp cứu vậy lẹ. Đúng rồi. Trời ơi, quá ơi. Ngồi ăn trước. Ngồi trước hả? Ngồi trước, không phải ngồi sau. Hỏi nghe, hôi xe cảnh sát được không ta? Dạ được. Hỏi nghe. Thôi có gian chứ xe ôm đi. Đi lẹ hơn. Đi lẹ hơn. Cá ngon quá. Thôi để bí chín xíu thì chị để cá vô luôn. Cá là Tư đã chặn sơ phải không? Chặn sơ. Em xay thôi để em bí chín luôn nè. Ôi bí của nó vàng rồi, nó dẻo. Ngon dễ sợ luôn. Mình cho cái đầu cá vô cho nó thấm. Canh bí là những cái ngày mà thi cử được ăn canh bí này trời ơi nó hồi phục cái não đọc đầu chúng đó đó nha. Thiệt không vậy? Thiệt chứ hồi xưa em đi học em á đi thi không dám ăn canh bí đâu. Sao hả? Bí thù lù. Không bổ não lắm á. Nghe bí bí là vậy nó bí thù lù hết rồi. Chỉ ăn đậu thôi à. Hành có chừa để bên kia không ngăn hả? Em hối nữa. Sao hành nhiều thế? Tại nãy nhỏ lỡ nhổ cái bụi hành. Trời, nguyên bụi luôn hả? Dạ. Cẩm ơi, có để hành không em? Dạ. Có để hành bên các kho không Cẩm? Nãy có để thôi chị. Có để hay gì chị hết ra vô này luôn được không? Dạ được. Cho tiêu nè mà. Ê, chết rồi. Sao bữa nay cái gì cũng lỡ tay vậy? Thôi lỡ rồi, vô này chị. Thôi cay lắm. Chị ba với lại Cẩm ăn không được. Rồi gãi gì đi. Giận quá. Nhà mình có người không ăn hành hay gì á. Quá trời ngon luôn.
nhìn là chảy nước miếng. Ở các cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay thì nhà mình có một bữa ăn rất là hình soạn luôn, có cá kho nè, ngâm muống xào với lại canh bí nấu với lại cá lóc. Rồi xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm nha. Rồi mời mọi người ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Cái mâm cơm hình dòng cỏ giòn lá. Ăn món nào thì mình xoay món đó nha. Dạ, em xoay cho. Thôi mày muốn xào cũ chút thôi. Hơi đen thôi nha. Bào ngon, ngon lắm đó. Cái này muốn tàu mà không biết hứa xanh này đen ta. Xoay rồi xào. Cái nước luộc á. Ồ, em xào được công đoạn cuối cùng rồi mà. Em nếm ngon thôi. Nhúc đũa chị ba. Nhúc đũa chị ba nha ngay. Xào lại nhúc đũa chị. Đâu biết. Giòn. Nó hơi già. Ừ. Này quá lứa hả kìa. Tại mình không ăn. Mình quên đó chị. Đi suốt không nhớ nữa. Thời gian nha bà con. Ngâm nước đá nó già. Nó giòn nhưng mà tại vì nó già chị. Ăn cá kho. Mình ăn của ba ngày trước thì nó ngon. Nào quá kho đẹp quá. Dài. Nó hơi bị dài. Nhà hơi lâu. Nhà hơi bị lâu. Ăn cá đi cưng. Ăn cá đi cưng. Mà nó chưa ngay sao mà. Cá này kho, ai kho ngon quá. Màu đẹp quá. Ai kho ta? Ai kho không biết nữa. Ai kho ta. Thì ba khen ngon. Thì ngon. Này là tại mình đói bụng. Ăn kho đó. Ngon thì nó ngon đi. Chị ba cứ nhớ lòng hoài. Giọng mới mốt nghỉ kêu cho ba về ăn cơm luôn. Giọng mốt tưởng thôi cái gì ba. Ngon thiệt mà. Ê, thôi đi, nói nó mai mốt nó không nó sáng nó cũng thấy tội nghiệp, sáng giờ chạy cài cờ đi khỏi sáng. Bởi vậy nha, chạy xa lắm luôn á. Bởi vậy đợi chị ba về nè, đâu dám ăn cơm bỏ chị ba đâu. Gì? Hai chị ba. Chị biết cảm thương chị mà. Em đợi chị ba. Đau không chị, đau bao tử nữa. Nghe cái đau bao tử luôn không, nghe nói đau bao tử hả? Mà như ngày nào cũng đau không chị, nhưng mà chị biết cái triệu chứng đau bao tử của em rồi. Là nói gì đó. Tưởng đâu chị ba ha, bao tử giống như thẹn thùng e ngại mắc cỡ điều gì á. Đâu có. Bí đi út con. Bí ngon. Đợi giờ chị biết mới biết triệu chứng đau bao tử nó vậy đâu. Trời ơi, bí ngon lắm luôn á. Bí giống như dạ dẻo. Quá dẻo à. Chị ăn bí hết đi chị. Ê, nói ra mình chưa có làm món bí hầm dừa luôn á mấy mọi người. Tại giờ cẩm nó mới hẹn kìa. Mình chưa làm bí hầm dừa luôn á. Còn mấy trái ngoài á. Thế nào mình để dành đi, mình làm cho bà con hàng xóm thưởng thức luôn cẩm. Còn trái tròn không chị? Em mới đăng ký một trái rồi. Út có lấy một trái à. Mà trái út làm hình nó dài nó không có tròn. Hay thu hoạch cho đi cẩm, đi làm bí hầm dừa cho em đi bán cả. Cái không đủ rồi chị ơi. Còn có mấy trái à. Nó là có là nhiều lượt. Nó đâu có một lượt đâu. Tại đợt đầu mình đã hái hết rồi. Bí hầm dừa chưa tàn chưa cẩm. Hầm chung gì ngon không? Khoai lang với thịt cao á. Chớm rồi. Béo. Khoai lang dạng á Tư. Ừ. Ngon. Lại lên ký nữa. Em hầm ngọt là phải bao béo mới được. Đâu cho chị ăn đâu. Để đi bán đó nha. Chứ không phải mình ăn đâu. Chị cho chị mua cái nồi rồi cũng đủ rồi chị. Rồi có dép. Dép nồi. Nào cảm bán cái gì ba đi ra mua ăn. Cảm cảm nhớ chừa lại cái cặn cặn cho chị. Cái cù cái gì. Giả bộ đó. Em cũng muốn ăn nữa. Nhưng mà em lúc nào nấu em cũng béo ngấy béo ngậy vậy chứ. Hết gì đó. Hiểu rồi đó. Mấy chị thấy nó lóc ngon hả? Ngon. Ngon lắm luôn. Cá lóc thơm lắm luôn á. Phải nói là quá ngon. Cá lóc này đó em ướp bằng cái con này không ngon nhưng mà qua chế biến ngon. Thì nó rất ngon. Cái cá lóc này đó ở ngoài kia á, nổ mình mà tát rất nhiều cá mấy chị. Ngoài hầm nhà mình hả? Dạ đúng rồi. Nổ mình tát không? Chị nào tát cho ta. Tát cho bắt cá chắc vui lắm. Hàm lắm rồi. Mình mẩy hầm. Cái hầm này bự lắm á, tát là mệt lắm á. Không, người ta cái lưới, người có lưới mà có ấy để hút nước có, ra.
có máy tới khi ta, nào bơm nước ra mày nó cạn rồi cái nhảy vô trội luôn có lúc là lấy cái đồ kéo ra. À, các cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em ăn cơm thật sự rất là ngon luôn. Nếu mà các cô chú thích á thì nhớ like đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt, bye bye. Em đang rất là chờ đợi cái ngày đi bắt cá. Cơm thêm không cơm? Dạ, em muốn ăn cơm nữa. Tôi phải cho chị tắm.